cái bài đặc điểm của văn biểu cảm á, tụi con ghi dùm cô số 1 La Mã là tìm hiểu đặc điểm của văn biểu cảm. Thấy không, tụi con thấy rõ không? A9 thấy không, báo lên cho cô nè. Nó Dạ, bị cái cái chữ hơi, dẹp cái dẹp chữ thôi, hơi cái chữ dẹp hơi dẹp dẹp mờ dẹp thôi à. À, thôi bây giờ cái gì đi, vừa vừa nhìn vừa nghe 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 đọc nha. Bây giờ đặc điểm của văn biểu cảm, số 1 La Mã, tìm hiểu đặc điểm của văn biểu cảm. Rồi tụi con nghe rõ rồi ha, tìm hiểu đặc điểm của văn biểu cảm. Rồi tụi con ghi là ví dụ ở trang 84. Rồi một bạn đọc giùm cho cô cái đọc to cái bài văn tấm gương lên đây. Ở đây cô thấy hoa, đọc cái hoa. dạ. Tấm gương là người bạn chân thật suốt một đời mình, không bao giờ biết xu nịnh ai, dù đó là kẻ vương giả uy quyền hay giàu sang hãnh tiến. Dù gương có tan xác xương nát thịt thì vẫn cứ nguyên tấm lòng ngay thẳng trong sạch như từ lúc mẹ cha sinh ra nó. Nếu ai có bộ mặt không được xinh đẹp thì gương không bao giờ nói dối, nịnh rằng là xinh đẹp. Nếu ai mặt nhỏ, gương nhắc nhở ngay. Nếu ai buồn phiền cau có thì gương cũng buồn phiền cau có theo, như để an ủi, sẽ chia cho người đỡ buồn phiền sầu khổ. Là người, ai dám tự bảo mình là trong sáng suốt đời như tấm gương kia, thiếu gì kẻ độc kẻ ác độc, nịnh hót, hớt lẻo, dối trá. Có kẻ còn ham lam mà bảo trắng là đen, gọi xấu là tốt đấy sao? Không một ai mà không soi gương, từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà. Soi gương nhiều nhất có lẽ là các chị chúng ta, những cô gái càng xinh đẹp thì càng thích soi gương. Không hiểu ông Trạng Nguyên mạc đỉnh chi, có lúc nào soi gương để buồn phiền cho gương mặt xấu xí của mình, để rồi làm ra bài phú hoa sen xết ngọc nổi tiếng bao đời. Anh Trương chi nữa, anh ngồi trên con thuyền lơ lửng xong, có soi vào dòng nước để tưới cho khuôn mặt mình, nên đành gửi lòng vào tiếng hát cho say đắm lòng cô gái cấm cung và bao người khác nữa. Thành câu chuyện đau buồn, có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc càng trọn vẹn hơn nếu có một tâm hồn đẹp để mỗi khi soi vào tấm gương, lương tâm sâu hẳn mà không mà lòng không hổ hẹn. Còn tấm gương bằng thủy tinh tráng bạc, nó vẫn là người bạn trung thực, chân thành, thẳng thắn, không hề nói dối, cũng không bao giờ biết nịnh hót hay độc ác với bất cứ ai. Theo băng sơn u tôi. Ừ. Trích trong cái văn bản u tôi đó con, rồi đọc rất là rõ ha, lại rất là diễn cảm nữa. Cái bài học á là tụi con về chắc có lẽ là chuẩn bị trước rồi ha, do đó là khi mà mình cái dạng trực tuyến này nữa, tụi con là mình chỉ trình bày cái kết quả lại. Do đó là bây giờ cái ví dụ là tụi con ghi sách giáo khoa ha, trang 84, 85 rồi 86, tại cái văn bản này nó nằm ở ba trang đó. Rồi cái phần câu hỏi nè, bây giờ cái phần câu hỏi trang 86 đó, bài văn này đã là biểu đạt cái tình cảm gì? Rồi câu B, để thể hiện cái tình cảm đó đó thì bài văn này tác giả đã làm như thế nào? Rồi câu C, cái bố cục là ra làm sao? Và cuối cùng là cái tình cảm và sự đánh giá của tác giả trong bài nó có chân thật và rõ ràng hay là không? Và điều đó nó có làm nên cái giá trị của bài văn hay là không? Như vậy thì là bốn cái câu hỏi này là nó sẽ tháo gỡ được cho chúng ta cái phần là đặc điểm của văn biểu cảm. Và cô nghĩ đó là cái phần mà sau khi trở lại trường để mà kiểm tra của tụi con đó là cái phần này, tức là cái phần này là cái phần cái văn biểu cảm đó là nó sẽ nằm ở trong cái phần mà đánh giá của tụi con đó nha. Do đó là cố gắng mình chắt lọc lại những cái gì cơ bản mình ghi. Rồi giờ tụi con phát biểu đi, giờ bài văn biểu đạt cái bài văn này nó biểu đạt tình cảm gì nè. Trâm Nguyễn, Nguyễn Trâm ơi. Dạ, bài văn tấm gương thể hiện biểu dương phẩm chất trung thực, ít sự dối trá. Biểu đạt cái sự chân thật và không có dối trá của tấm gương. Rồi ha, bây giờ thêm một câu hỏi B nữa đi, rồi để mình chốt lại, mình nhận xét đi. Mình bốn câu thì mình làm phân nửa, mình nhận xét phân nửa. Để thể hiện tình cảm đó thì tác giả đã làm như thế nào? Hồi nãy cô thấy có Linh giơ tay đó, Linh. Nhìn cô
Dạ thưa cô, để biểu hiện tình cảm đó tác giả đã làm là tác giả không dùng miêu tả những con người tấm gương về trung thực, mà dùng chính chiếc gương để miêu tả về nói về cảm nghĩ thái độ của mình về cái tính tình trung thực thẳng thắn trong cuộc sống. Tức là để thể hiện tình cảm đó, tác giả đã không có nói trực tiếp một cái người nào đó, mà tác giả mượn cái hình ảnh của tấm gương để mà tác giả bày tỏ cái điều này. Và bây giờ hai cái ý A và B này bạn mình trả lời đúng không nè? Bạn mình chốt chỗ nào, mình chốt chỗ đó luôn cho con. Chí Toàn. Toàn ơi. Dạ. Dạ cô, là hai bạn đã trả lời đúng. À hai trả lời đúng nha. Rồi. Bây giờ á, mình đừng có làm theo cái khung ở trên phần trình chiếu của cô nha. Các em ghi làm sao, miễn trong tập của các em dễ hiểu là được. Ví dụ như bài văn tấm gương, bây giờ là tình cảm thể hiện là ca ngợi tính trung thực và ghét sự xu nịnh của gương. Đó là ở cái khung nội dung tình cảm đó nha. Mình học cái này mình tự chủ đi các em, cô không có bắt buộc là kẻ cái khung đó vô nha. Tụi con làm sao mà tụi con thể hiện bài hiểu của mình là được. Rồi cái cách thể hiện đó là mượn cái hình ảnh của gương để bày tỏ cảm xúc đó. Như vậy thì cái phần ghi của tụi con đó nha, cái phần ví dụ bài văn tấm gương thì câu A là ca ngợi tính trung thực và ghét sự xu nịnh dối trá, còn câu B là mượn cái hình ảnh của gương để mà thể hiện lên cảm xúc đó. Cái chỗ này hỏi thêm các em nha, chính chỗ này nè, tức là không có nói một trực tiếp về con người mà mượn hình ảnh của gương. Như vậy thì đây là cái nghệ thuật gì các em? Cái phép tu từ gì mình học ở lớp 6 nè? Hả? Tác giả mượn hình ảnh của gương để mà nói về một cái vấn đề là sự trung thực và sự dối trá trong cuộc sống. Như vậy thì mình thấy là đây là cái nghệ thuật gì? Bảo My. My ơi. Dạ hư cô. Nghe cô không My? Dạ hư cô, theo em là... Dạ nghe, dạ hư cô, theo em là ẩn dụ. À, ẩn dụ. Như vậy thì hỏi thêm tụi con cái cách chỗ này nè. Như vậy thì cái này là tác giả đã biểu cảm bằng trực tiếp hay là gián tiếp? Trực tiếp hay là gián tiếp? My, làm luôn đi My ơi. Dạ hư cô, theo em là mượn hình ảnh là biểu đạt tình cảm là gián tiếp. À, mượn hình ảnh biểu đạt và gián tiếp. Rồi, vậy thì cái chỗ đó là tụi con ghi là cái nghệ thuật ứng dụ, rồi biểu cảm gián tiếp. Rồi, kịp nha. Rồi, bây giờ mình làm câu C, câu D nha. À, cái bố cục là mấy phần nè? Và những cái phần đó nó có liên quan tới chủ đề không? Cái bố cục mình học rồi nha các em. Cái bố cục với lại cái mạch lạc đó là mình học rồi đó. Giờ bố cục gồm mấy phần nè? Mình nhìn vô mình thấy rất rõ nè. Bố cục của bài này gồm mấy phần? Toàn, Lê Toàn. Dạ cô, Toàn bố ơi. Cục của bài này gồm 3 phần. Ừ, đó là mở bài, dạ. Gì nữa? Dạ, mở bài, hân bài và kết bài. Ok rồi, cảm ơn con ha. Bây giờ mình ghi câu C, cái bố cục là 3 phần. Mở bài, thân bài và kết bài. Bây giờ nói rõ luôn phần mở bài là gì nè Toàn ơi. Mở bài là nêu về cái gì? Vâng, mở bài là nêu phẩm chất của tấm gương. À, rồi cái phần thân bài đó, phần thân bài của mình là bắt đầu từ cái đoạn đoạn nào tới đoạn nào Toàn? Dạ. Dạ cô, là từ đoạn nếu ai có bộ mặt đến không hổ thẹn. Rồi đúng rồi, cảm ơn con. Vậy cái phần thân bài này nói về cái gì nè? Dạ, phần thân bài nói về lợi ích của tấm gương đối với đời sống của con người. Cái lợi ích của gương, vì thông qua cái lợi ích đó mình cũng thấy được cái phẩm chất của gương đúng không? Bây giờ phần kết bài luôn hay Toàn ơi? Dạ cô, kết bài là khẳng định lại chủ đề. Khẳng định là chủ đề. Bây giờ ha, cái câu C đó tụi con ghi là bài văn có 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài. Bây giờ mình hiểu thì mình khỏi ghi cũng được, còn mình thấy cảm thấy mình không nhớ thì mình ghi. Ví dụ mở bài là giới thiệu phẩm chất của gương, thân bài là cụ thể những cái phẩm chất cao đẹp của gương là gì, và cuối cùng là khẳng định lại cái tình cảm đó, phẩm chất đó nha. Rồi, bài ghi cố gắng cô đọng ngắn gọn cho con xíu, mình làm bài tập nó nhiều hơn. Còn cái câu D sao nè? Tình cảm và sự đánh giá đó trong bài nó có rõ ràng và nó có chân thật không? Và điều đó nó có làm nên cái giá trị của bài văn hay không?
có hay không. Bây giờ câu dê, tình cảm nói chung là ngắn gọn tụi con hiểu gì nè, cái tình cảm mà được thể hiện ở trong bài đó là nó có rõ ràng không, nó có làm cho người nghe của mình là hiểu hay không. Thông mặc dù là thông qua mượn hình ảnh của gương, nó không có đề cập đến cụ thể là Nguyễn Nhân A hay Trần Thị B nào hết trơn, nó chỉ nói về mượn cái hình ảnh của gương như vậy đó, thì tụi mình thấy đó là có nó có rõ ràng không, có không tụi con? Câu dê đó. Trường Sơn, dạ thưa cô, theo Sơn em ơi. Dạ thưa cô à, theo em à, bài nó có nói rõ ràng và chân thật. Ừ, tình cảm rõ ràng chân thật ha. Rồi câu dê đó tụi con là tình cảm rõ ràng và chân thật làm nên cái giá trị của bài văn. Nghe ghi ngắn gọn thôi, câu dê là tình cảm chân thật và làm nên giá trị của bài văn. Bây giờ mình có cái ví dụ 2. Tụi con ghi ví dụ 2 trang 86, đọc cái đoạn đó lên giùm cô coi, đoạn ngắn ngắn đó đó. Trang 86 đó ta con. Em bạn nào đọc? Trâm Nguyễn. Dạ. Mẹ ơi, đọc đi con. Mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế mãi không về, người ta đánh con vì dám cắp lại đồ chơi của con, mặt con mà con người ta thành lấy, người ta lại chửi con, chửi cả mẹ nữa, mẹ xa con, mẹ có biết không? Đấy, sẽ có đọc cái câu dưới giùm cô luôn coi. Dạ. Cái đoạn này là của ai? Nguyên Hồng những ngày thơ ấu. À, cái văn bản này nó nằm ở lớp 8 nha các em. À, đây là tác giả Nguyên Hồng và trích trong cái nhật cái thể ký đó là những ngày thơ ấu. Bây giờ câu hỏi tương tự ở trên nha. Đoạn văn này biểu hiện tình cảm gì? Và tình cảm này thì biểu hiện trực tiếp hay gián tiếp và em dựa vào đâu để em nhận biết? Đó, bây giờ hai cái mà ví dụ 1 và ví dụ 2 đó mình so sánh mình thấy rất là rõ nha. Rồi. Có bạn nào khác nữa không? Lạ lạ chút coi, nãy giờ cô thấy toàn trăm đồ giơ tay rồi, còn bạn nào nữa không? Hoa. Dạ thưa Tình cô cảm thể ơi, hiện em là gì con? thể hiện cái người mẹ đi xa bỏ người con ở nhà và người con sống với người khác, người con bị ngược đãi và mong có người mẹ về để cứu người con. Mong ba mẹ về để mà bảo vệ con ha. Bây giờ cái tình cảm này thể hiện trực tiếp hay là gián tiếp? Em trả lời luôn hả cô? Đúng rồi Hoa, có một Dạ câu thưa rồi con, cô, có là một ý cho em là tình cảm biểu thị trực tiếp. không? Tình cảm hiện trực tiếp, những dấu hiệu nào để mình biết nó là trực tiếp nè? Dạ cô, là người con cái tiếng kêu của người con gọi mẹ là mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi mẹ có biết không. Còn chỗ nào nữa không con? Còn cái câu khổ quá mẹ ơi, còn câu nào nữa không? Câu nào nữa không con? Dạ thưa cô, là cái câu là người ta còn chửi con, chửi cả mẹ nữa, mẹ xa con, mẹ có biết không? Còn câu nào nữa không? Cô nghĩ là tụi con nên nhảy bén chỗ này nè. Để khi mà nói về cái tình cảm của con người đó, thì người ta khi mà tác giả sử dụng đó thì người ta hay dùng những cái câu ví dụ như là nó có những cái từ để mà bày tỏ cảm xúc nha. Tụi con nhảy bén bén cái chỗ đó là mình sẽ phát hiện ra được hết thôi. Vì đâu là những câu nào ngoài cái câu con khổ quá mẹ ơi, rồi là người ta chửi con, chửi cả mẹ nữa, còn câu nào nữa nè? Câu nào nữa không? Câu nào phát hiện nè, ví dụ như là mẹ ơi nè, rồi là sao mẹ đi lâu thế, cái mặc dù đó là câu hỏi con nhưng mà là câu hỏi bày tỏ cảm xúc. Sao mẹ đi lâu thế, đi gì mà lâu như vậy mà để cho người ta đánh con, người ta chửi cả mẹ như thế. Tức là mặc dù hỏi như thế nhưng mà ở trong cái dụng ý của câu hỏi này nó đã bày tỏ cái cảm xúc nha. Như vậy thì chốt lại cái ví dụ 2 như thế này là các em ơi, ví dụ 2 ha là cái tình cảm thể hiện là sự cô đơn và mong cầu sự giúp đỡ và cảm thông, và cái tình cảm thể hiện ở đây là trực tiếp qua cái những cái câu cảm thán đó. Ghi ngắn gọn giùm cô vậy đó, tình cảm thể hiện là trực tiếp qua những cái câu cảm thán rồi câu hỏi tu từ. Câu cảm thán ví dụ nãy số bạn đọc đó, mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi, hoặc là
những cái câu hỏi sao mẹ đi lâu quá, đi lâu đến thế nha. Vậy thì mình ghi ngắn gọn nha, càng ngắn gọn bao nhiêu miễn sao tụi con hiểu bài là được. Như vậy thì thông qua hai ví dụ này nè các em, chúng ta hiểu bây giờ cái văn biểu cảm nó có cái đặc điểm gì. Bây giờ cái đặc điểm thứ nhất nè, mỗi một bài văn biểu cảm đó, như vậy thì nó nêu một đối tượng biểu cảm hay là nhiều đối tượng biểu cảm. Đấy, nãy giờ mình gặp hai đoạn ở đó, một đoạn là nói về hoa phượng và một hoa về cái tấm gương, và một đoạn đó là trích trong cái văn bản đó là những này thôi. Thì mỗi một bài văn biểu cảm đó là nó thể hiện một đối tượng biểu cảm hay là nhiều đối tượng biểu cảm. Đó là đặc điểm thứ nhất đó. Ngôn Ngôn ơi, nghe cô không Ngôn? Dạ nghe. Rồi con phát biểu đi. Dạ Mỗi một bài văn cô, biểu cảm thì sao? Mỗi bài văn biểu cảm thì nó sẽ biểu đạt một đối tượng. Một đối tượng nha, một đối tượng chủ yếu. Rồi bây giờ nè, trong bài văn biểu cảm đó, người ta thường sử dụng là tình cảm. Cái cách thể hiện tình cảm trong bài văn biểu cảm đó đó là người ta biểu hiện như thế nào? Nãy giờ qua hai ví dụ rồi đó nha. Và người ta thường hay sử dụng những cái nghệ thuật tu từ nào để thể hiện? Và cái tình cảm trong bài văn biểu cảm nó phải như thế nào? Nếu tụi con nhảy bén thì tụi con nhìn vô cái dấu chấm thứ hai của phần ghi nhớ thì tụi con thấy rồi đó nha. Rồi Kim Hoa. Dạ thưa cô, là tình cảm biểu đạt trong bài văn biểu cảm những cái sử dụng là ẩn dụ, tượng trưng, và cái tình cảm trong bài văn biểu cảm là phải rõ ràng, trong sáng, chân thực, trong sáng rõ ràng. Và hồi nãy á, chú ý cho cô chỗ này nè nha, thường là biểu cảm là trực tiếp hay gián tiếp, nó có hai, mình có hai cái ví dụ rất là rõ ràng đó. Tình cảm trong bài văn biểu cảm là có thể biểu cảm bằng cách nào? Hoa. Dạ thưa cô, là tình cảm trong bài văn biểu cảm có thể gửi gắm bằng cách là thổ lộ trực tiếp. Đúng rồi, dạ cũng có thể. Thưa cô, là cũng có thể là gián tiếp luôn. Ví dụ như trong hai cái ví dụ của mình nãy giờ là cái nào đó, cái ví dụ nào là biểu cảm trực tiếp và cái ví dụ nào là biểu cảm gián tiếp? Hoa. Dạ ví dụ trực tiếp là cái đoạn văn 2, còn gián tiếp là đoạn văn 1. Đúng rồi ha. Như vậy thì bây giờ tiếp tục nè. Cái bố cục trong bài văn biểu cảm thường là có mấy phần? Bố cục trong bài văn biểu cảm thường có mấy phần? Nghe không các bạn? Nghe câu hỏi không? Dạ nghe. Hồng Nhung, Nhung ơi. Dạ bố cục trong văn biểu cảm là có 3 phần. Đó là nào con? Phần mở bài với kết bài. Mở bài, thân bài và kết bài ha. Bây giờ tụi con không có ghi gì nhiều hết trơn, nó chốt lại dùm cho cô là ghi nhớ trang 86. Rồi đọc lên dùm cô khung ghi nhớ đi nè. Đọc khung ghi nhớ lên dùm cô coi là nãy giờ mình làm đó. Làm nhiều mình đọc lại nhiều thôi. Bạn nào khác coi. Ngôn, Ngôn ơi, cô thấy Ngôn giơ tay nè. Dạ. Đọc cái ghi nhớ thôi con. Mỗi bài văn biểu cảm tập trung biểu đạt một tình cảm chủ yếu. Để biểu đạt tình cảm ấy, người viết có thể chọn một hình ảnh có ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng là một đồ vật, loài cây hay một hiện tượng nào đó để gửi gắm tình cảm, tư tưởng hoặc biểu đạt bằng cách thổ lộ trực tiếp những nỗi niềm, cảm xúc trong lòng. Bài văn biểu cảm thường có bố cục 3 phần như mỗi bài văn khác. Tình cảm trong bài phải rõ ràng, trong sáng, chân thật thì bài văn biểu cảm mới có giá trị. Rồi, cảm ơn tụi con ha. Giờ không ghi nhiều trận, ghi nhớ trang 86. Rồi, số 2 là mã luyện tập. Luyện tập có 1 bài 1 à. Nha. Rồi, đọc to cái bài văn đó lên nhìn con nè. Bài này rất hay nha. Bài của nhà văn Xuân Diệu đó. Lê Toàn. Hoa học trò. Phượng cứ nở, phượng cứ rơi, bao giờ cũng có hoa phượng rơi, bao giờ cũng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến, học sinh sửa soạn về nhà, nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chưa chữa thấy, chỉ thấy xa trường rời bạn, buồn xiết bao, những cuộc tình duyên giữa bạn bè, đến lúc rẽ chia,
cùng rẽ chia với màu hoa phượng. Dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu, nhớ người sắp xa còn đứng trước mặt, nhớ một chưa hè rà rấy khang, nhớ một hành xưa xoan uể oải. Thôi, học trò đã về hết, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi người đều buồn bã. Trường ngủ, cây cối cũng ngủ. Chỉ có hoa phượng hức để làm vui cho cảnh trường. Hoa phượng hức, nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc. Muốn liêm diêm, gió qua hoa phượng giật mình. Một cơn hoa rụng, cứ như thế, hoa học trò hạ những cánh son xuống cỏ. Đếm từng giây phút xa bạn học sinh, hoa phượng rơi, rơi, hoa phượng mưa, hoa phượng khóc trường tẻ ngắt. Không tiếng trống, không tiếng người, hoa phượng mơ, hoa phượng nhớ, ba tháng trời đằng đẵng, hoa phượng đẹp với ai, khi học trò đã đi cả rồi, theo Xuân Diệu. Bài có ba câu hỏi đó. Tham khảo ba câu hỏi đó đi nha. Tình cảm thể hiện nè, rồi hoa phượng đóng vai trò gì và tại sao tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học trò. Câu B, tìm mạch ý. Cái mạch ý ở đây là ý người ta muốn hỏi cái mạch lạc đó nha, cái tính mạch lạc của văn bản đó. Và cái bài văn là biểu cảm trực tiếp hay là gián tiếp. Rồi mời tụi con đi câu A đi. Bài văn thể hiện tình cảm gì? Mình làm hai ví dụ hồi nãy rồi, thì ví dụ này mình cũng có thể làm thôi. Ông Minh. Dạ thưa cô, bài văn biểu hiện là bài văn thể hiện là tình cảm buồn và nhớ khi xa thầy cô rời bạn bè vào những ngày hè. Dạ thưa cô, là việc miêu tả hoa phượng đóng vai trò gì là hoa phượng nở, hoa phượng rơi, gợi lên hình ảnh phải xa thầy cô rời bạn bè. Dạ em xin hết. Dạ mời ý kiến đi. Kiến chiếu thì mình nhận xét sang bài sau, sang bài thứ hai. Có bài tập một à? Có kiến giam trí Toàn. Dạ. Toàn ơi. Dạ. Không, nhưng mà ổn không? Ổn không bà bạn? Dạ, cô là bạn đã nêu được bài văn thể hiện tình cảm gì? Và có nêu được vai trò của hoa phượng đúng không? Trường Sơn, dạ. Sơn ơi, cô thấy giơ tay nào. Dạ thưa cô à, theo em bạn đã nêu được vai trò của hoa phượng. Vai trò hoa phượng. Nhưng mà còn sót một ý là vì sao hoa phượng lại là hoa học trò? Họ không gọi là hoa khác mà gọi là hoa học trò. Em Lên. Dạ thưa cô, lý do người ta gọi hoa phượng là hoa học trò bởi vì hoa phượng là loài hoa được trồng nhiều nhất ở sân trường. Phượng gắn liền với những kỷ niệm của học sinh. Hoa phượng nở là dấu hiệu của sự chia xa mái trường, báo hiệu của mùa hè đã đến. Thì em xin hết. Còn cái gì nữa không nè? Bây giờ mình thấy là thường á mình nhìn thấy cái hoa phượng nó được trồng ở đâu? Hả? Dạ, mình thấy sân phượng trồng ở đâu? Sân trường nè. Rồi ở sân trường mỗi lần. Sân trường rồi mỗi lần á là nhìn hoa phượng đó, dù cho không phải lứa tuổi học sinh mà những người đã qua cái thời học sinh rồi đó, có thể là họ nhớ lại cái kỷ niệm cái thời đi học của mình, có không? Có ha. Rồi bây giờ câu B, ai tìm được mạch ý của bài văn nè? Mạch ý tức là cái tính mạch lạc đó, mà cái bài mạch lạc này mình có học trước đó, rồi mình học tuần trước đó. Duy Ngôn. Ngôn ơi. Dạ. Cô, cái bài văn được thể hiện qua cái mạch lạc là như đoạn một á, thì phượng khơi dậy bao nỗi niềm chia xa ở trong lòng người. Đoạn hai thì phương thức đợi một mình khi học trò đã về xa. Đoạn ba thì phượng khóc vì thời gian đã chờ dài đằng đẵng. Vậy là xuyên suốt cả bài văn. Đúng rồi đó. Dạ, nói tiếp. Dạ, xuyên suốt cái bài văn đó là nỗi niềm của hoa phượng. Rồi em xin hết. Đúng rồi nha. Tức là toàn bộ ba đoạn này đều có chung một cái chủ đề, đó là nói về mượn cái hình ảnh của hoa phượng để mà bày tỏ về cái nỗi niềm của cái thời học trò, thấy chưa? Thời học sinh của mình khi mà mùa hè đến phải xa thầy cô, xa bạn bè, xa mấy trường thân yêu của mình. Và bài văn này biểu cảm trực tiếp hay là gián tiếp nè? Đấy, mượn hình ảnh hoa phượng đó.
giống như nãy mình mượn hình ảnh cái tấm gương đó, đúng không? Bạn nào khác nữa không? Trường Sơn. Dạ thưa cô là dạ thưa cô là theo em mà bài học hoa học trò nó biểu cảm sáng tiếp tiếp lẫn trực tiếp, trực tiếp lẫn gián tiếp luôn hả con? Rồi cảm ơn. Bây giờ mình nhìn lại ha, nhìn lại mình chắt lọc lại nha. Bây giờ câu A nè, tình cảm thể hiện nó là nỗi buồn và nhớ khi phải xa trường xa bạn nha. Và trong những ngày hè, và lý do tác giả gọi hoa phượng hoa học trò vì nó có ba cái lý do nè. Vì tuổi học trò ai cũng thích hoa phượng, vì thường nhặt những cánh phượng về để ép vào trang sách làm kỷ niệm, hoặc là khi thấy phượng nở thì nó báo hè mùa hè tới, mà mùa hè tới thì là dấu hiệu của sự chia tay. Và hầu như trường học nào cũng có hoa phượng, hè về là phượng đỏ chói cả sân trường. Và như vậy thì sở dĩ nói như vậy là vì hoa phượng nó gắn liền với nỗi niềm của tuổi học trò. Bây giờ ghi gì dài lắm nè đó, giờ mình coi tụi con chắc lọc được cái gì trong tập không. Giờ bài văn câu A, bài văn thể hiện là nỗi buồn nhớ về cái xa trường xa bạn. Rồi vì sao lý do để gọi hoa học trò là đây, giờ tụi con cô động lại đi nha, cô để ra cho ít phút đó, cô để cái màn hình cho ít phút đó. Tụi con thấy không? Thấy rõ không A Chính? Dạ rõ cô ơi. Cố gắng gì ngắn ngắn cũng được, hiểu thì cố gắng cô đọng những ý cơ bản. Chưa được không? Chưa toàn. Dạ chưa cô ạ. Chưa. Ngắn gọn thôi, cái chỗ nào mình hiểu thì mình diễn đạt cái ý của mình bằng vài từ ngữ cơ bản thôi. Xong chưa tụi con? Dạ rồi cô ơi. Bây giờ cái mạch ý nè. Đoạn 1. Bài văn này gồm 3 đoạn ha. Đoạn 1 là khơi dậy cái kỷ niệm. Rồi đoạn 2 là cũng nói về cái cảm xúc của Phượng nữa khi một mình chờ đợi. Khi học trò đã về nghe tụi con. Cái chỗ học trò đó, cái chỗ nó cái file của cô nó bị hơi trục trặc xíu đó. Học trò ha, học trò đã về. Còn câu 3, đoạn 3 là cũng nói về Phượng nữa, nhưng mà cái cảm xúc của Phượng lúc bây giờ là chờ đợi. Vậy thì xuyên suốt cả ba đoạn này là về nỗi niềm của hoa Phượng. Và cuối cùng câu C là vừa biểu cảm trực tiếp và vừa biểu cảm gián tiếp. Xong chưa được không? Xong chưa mở mi? Mi ơi? Chưa cô.
Nói chung là cái bài này nắm lại giùm cô là đặc điểm của văn biểu cảm nha. Thì cô nghĩ là bất kỳ một cái văn bản nào, văn bản biểu cảm nào mà cho đó, khi mà tụi con đọc lên đó, sau này không phải là bữa nay mình học văn xuôi đó, chứ là mà nay mai có những cái văn bản nó mang cái tính chất là thơ đó đó, thì tụi con cũng phải nhận diện được cái tình cảm và cảm xúc được thể hiện ở trong đó, rồi là cái sử dụng những cái biện pháp tu từ gì. Ví dụ như trong cái bài ca dao hôm rồi đó, ca dao Than Thân đó, tụi con nó cũng là một dạng văn biểu cảm đó đó, thấy chưa? Và cái hình ảnh được thể hiện như con tầm, con kiến, con cú, con hạc, và những cái nghệ thuật được sử dụng đó là nghệ thuật so sánh, nghệ thuật ẩn dụ, điệp ngữ đó, và đó là những cái biểu cảm, và biểu cảm một cách gián tiếp là mượn hình ảnh của những cái con vật đó để thể hiện lên cái cảm xúc của con người. Kịp không? Kịp là được, được chưa? Nghe chưa tụi con? Được rồi. Ngắn thôi, mình chọn chắt lọc những cái từ khóa cơ bản mình ghi thôi, đừng có tham kiến thức quá. Đó, ví dụ như sau này tụi con cái trọng tâm đó là mình phải thực hành được. Ví dụ như viết một cái đoạn văn biểu cảm về người mẹ của mình đi, thì không ai hỏi lý thuyết tụi con là cái bài tụi con phải làm như thế nào đâu, không hỏi lý thuyết đâu, nhưng mà chủ yếu là mình phải thực hành. Dạ rồi cô ơi. Rồi, cảm ơn tụi con nha. Rồi, tụi con sang cái bài tiếp theo ha. Quan hệ từ. Quan hệ từ. Cái bài quan hệ từ là ở trang số trang mấy vậy ta? Trang 96. Mày con mở trang 96 ra nha. Trang 96 mình ghi là thế nào là quan hệ từ. Thế nào là quan hệ từ? Giờ mình ghi ví dụ trang 96. Ở trong cái này nó có bốn cái câu A B C D, đọc bốn câu lên coi giùm cô coi, bạn nào đọc giùm cô nè, bốn câu ở trang 96 97. Trâm Nguyễn. Dạ, đồ chơi của chúng tôi cũng chẳng có nhiều. Ba vườn vơ, thứ 18 có một người con gái ta là mỹ nương, người đẹp như hoa, tính rất hiền diệu. C, bởi tôi ăn uống đều đặn, điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi trông lớn lắm. D, mẹ thường nhân lúc con ngủ làm vài việc riêng của mình, nhưng hôm nay mẹ không tập trung vào việc gì cả. Cái chú ý bạn Trâm chỗ này nè, khi mà tụi con đọc ví dụ xong đó, nhớ đọc luôn cái tác giả phía dưới đó nghe con, tại vì đây là cái ngữ liệu mà mình xài lại của người khác, thì mình cũng phải làm cho rõ cái nguồn ngữ liệu đó nha. Ví dụ như câu A là của Khánh Hoài, câu B là trích trong Sơn Tinh Thủy Tinh đó, như thế thì nó mới đúng với cái cách đọc văn bản. Rồi bây giờ cái yêu cầu người ta yêu cầu mình là dựa vào kiến thức của bậc tiểu học phải xác định quan hệ từ. Như vậy thì không phải bậc trung học cơ sở nha, cái này nó không có mới rồi đó, vì nó kiến thức cũ đó. Bây giờ câu A là quan hệ từ, ở câu A là từ nào? Hệ từ ở câu A là từ nào? Tham gia đi, mỗi bạn câu đi, câu A. Đồ chơi của chúng tôi chẳng có nhiều. An Bình, Bình An ơi. Dạ cô, là có câu A là từ của. Từ của là quan hệ từ ha, con sẽ trả lời là vậy cho các bạn theo. Từ của là quan hệ từ. Rồi câu B. Quỳnh Bảo Trân. Dạ thưa cô, theo em câu B là từ như là quan hệ từ.
Từ như là quan hệ từ. Câu C. Câu C. À, cô thấy hồi nãy có một bạn khác nữa nè. Trân hay gì đó, Trân Như hay gì đó, nãy cô thấy cái nick của mình nè. Nói đi con. Nói đi con. Như ơi. Cô ơi, lớp em không có ai tên Như hết trơn á cô ơi. Không có Băng hả? Nhiên Vậy là cô kêu hay là lộn Băng Nhiên rồi. ấy cô? Nhiên à, Nhiên. Nhiên ơi, bật mic Ôi lên con. con à, để cô câu C quan hệ từ là từ nên. Từ nên bạn 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 nào có thấy câu C nó có lạ không? Đấy, cái từ nên. Từ nên. Thường á, từ nên nó phải đi với một từ nữa để nó tạo thành một cặp lần đó. Nè, cô gợi ý câu C đó. Tường Trân cô thấy nè. Dạ thưa cô, theo em là bởi với nên. Cái cặp nó đi thành một cặp nha, con đừng tách nó ra, mai mốt mình nói à dạ thưa cô, cặp quan hệ từ là bởi nên nha. Rồi câu C, câu D, câu cuối cùng. Câu cuối cùng. À, bạn nào nè? Chí Toàn. Toàn ơi. Dạ, thưa cô là từ nhân. Từ nhân. À, từ nhân mình giờ mình thấy nó có cái gì lạ hả câu dê không nè? Từ nhân nó lại vị trí của nó ở chỗ nào Toàn? Hồi nãy giờ mình thấy là đều là nó nằm ở trong câu hết á, nhưng mà cái từ Dạ nhân ở cái cô câu là dê thì nó là, bỏ sao dấu chấm. à, tức là nó đứng đầu câu 2 đúng không? Nó đứng Dạ. đầu ở câu số 2, tức là nó nối với cái câu trước. À, câu 2 nó nối với câu trước bằng cái quan hệ từ nhân. Rồi, cảm ơn con ha. Thì mình xem coi cái phần trình bày nè. À, vậy mình ghi làm sao nha. Ví dụ trang 96, 97, câu A. Đừng có ghi lại ví dụ nha tụi con. À, câu A, quan hệ từ là của. Rồi, câu B là quan hệ từ là như. Xíu nữa cô hỏi ý nghĩa đó nha. Và cái câu C là cặp quan hệ từ là bởi nên. Và câu cuối cùng là nhân. Nhân. Rồi giờ cái phần ý nghĩa nè. Bây giờ cái quan hệ từ của nó chỉ cái gì? Quan hệ từ của nó chỉ gì? Ví dụ như cây thước này của tôi. Cái quyển sách này của tôi. Vậy thì cái quan hệ từ của này nó chỉ cái gì? Mời mời Kim Hoa. Dạ thưa cô là quan cái từ của là chỉ cái sự sở hữu, ví dụ cây thước của tôi là chỉ cái cây thước đó là của mình. À, đúng rồi nha. Vậy thì mình ghi là của là chỉ sở hữu này, của chỉ sở hữu nha, ngắn gọn thôi nha tụi con. Câu A quan hệ từ hai chấm của mở hoặc đơn chỉ sở hữu. Rồi câu B quan hệ từ như chỉ cái gì đây? Quan hệ từ như. Nhiên, Nhiên ơi. Dạ thưa cô à, câu câu B là quan hệ từ là từ như chỉ là so sánh. À, chỉ Chỉ sự so là sánh nha. À, đúng rồi. Vậy thì con ghi câu B. Quan hệ từ hai chấm như mở ngoặc đơn quan hệ so sánh. Rồi câu C, cái cặp bởi nên đó. Trả lời giùm cô đi nè. Bởi nên nó chỉ cái gì? Bây giờ, à, Gia Khánh. Cô thấy Gia cô Khánh nè. là bản nên chỉ quan hệ nhân quả. Nhân quả. Bây giờ ngoài cái từ bởi nên cô hỏi Gia Khánh thêm nữa nha. Bây giờ ngoài cái cặp bởi nên nó còn có cái cặp nào là chỉ quan hệ nhân quả nữa không? Bây giờ cô cho cô đọc một câu này nha. Rồi tôi cả lớp mình nghe luôn nha. Vì trời mưa nên đường lầy lội. Cặp quan hệ từ được sử dụng trong câu mới vừa đọc là cặp nào? Nhiên rồi. Nhiên. Dạ cô là thêm nghĩ là cặp quan hệ từ là vì nên. À, như vậy thì ngoài cái cặp bởi nên ra nó còn cặp nào nữa Nhiên? Chỉ còn quan hệ nhân quả nữa. Cặp cô mới đọc đó là cặp gì Ngôn? Ngôn ơi. Dạ cô còn là cô hỏi lại cô. Cái câu cô mới cho ví dụ thêm đó, cặp quan hệ từ chỉ quan hệ nhân quả là cặp nào nữa? Dạ cô cặp chỉ quan hệ nhân quả còn nữa là vì nên
Do nên vì nhờ mà. Đúng rồi, cảm ơn con nha, rất là chính xác. Bây giờ câu dê. Câu dê, con nghĩ từ dê. Con dê tự nhân nó nói hai câu 1 và 2 đó. Mẹ thường nhân lúc con ngủ làm bài việc riêng của mình, nhưng hôm nay mẹ không tập trung vào việc gì cả. Thì cái tự nhân đó nó chỉ ý nghĩa gì? Tự nhân nó là chỉ cái gì? Mẹ thường là nhân lúc con ngủ làm bài việc riêng, nhưng mà hôm nay không làm được gì cả. Trăng, tượng trăng nó gì đó. Trên dạ, tường nó gì cô. Đó. Dạ thưa cô, từ nhân là biểu thị mối quan hệ đối nghịch. Nghịch đói nha, đối nghịch, nghịch đói. Rồi, câu dê là từ nhân chỉ quan hệ nghịch đói. Như vậy thì qua qua cái bốn cái ví dụ đó các em, thì là mình hiểu quan hệ từ là gì. Quan hệ từ là gì? Nào nào. Bảo Trăng, Quỳnh Bảo Trăng. Dạ cô, em quan hệ từ là những dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả, vân vân, giữa cái bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn. Tụi con ghi ngắn gọn, ghi nhớ trang 97. Rồi mình sang số 2 La Mã nha. Sử dụng quan hệ từ. Sử dụng quan hệ từ. Ví dụ trả lời nhanh nha, nó giống như cái hình thức trắc nghiệm đó thưa con. Sử dụng quan hệ từ. Bây giờ trong 8 cái câu là từ A cho tới Y ngắn đó, trường hợp nào là bắt buộc phải có và trường hợp nào là mình không cần, không cần xài quan hệ từ nha. Bây giờ là trên tinh thần là các em đọc trước ví dụ nhà rồi nha. Bây giờ hôm nay chỉ là kết quả thôi. Bây giờ câu A, B, C cho tới Y đó, bây giờ cái câu nào mà cần dùng thì tụi con nói lên thôi. Rồi ghi ví dụ trang 97. Các trường hợp cần phải có quan hệ từ. Một xíu mình ghi vô tập mình cũng ghi cái số thôi nha, cái chủ yếu cho con hiểu. Rồi bạn nào nè, trường hợp nào, câu nào là cần phải có quan hệ từ? Trường hợp nào? Duy Ngôn. Dạ cô, trường hợp có quan hệ từ, cần có quan hệ từ là trường hợp B, trường hợp D, G, H. Em xin hết. B. B, lòng tin của nhân dân. D, nó đến trường bằng xe đạp. G, viết một bài văn về phong cảnh Hồ Tây. Và H là làm việc ở nhà. Thì cho một ý kiến thì đặt mình chốt nha các em. Một ý kiến thôi, cái này nó cũng dễ nè. Ý kiến là con đúng không? Đúng không Chí Toàn ơi? Dạ thưa cô ơi, là đúng. Đúng là gì tôi không đúng biết là gì tôi trường hợp dùng quan từ là A, B. D, G. Bây giờ mình phân tích cho kỹ những cái ở chỗ câu H thôi. Chúng ta dừng ở câu H dùm cho cô ít giây thôi nha. Ví dụ như các em nghĩ sao nếu mà câu này chúng ta bỏ cái quan hệ từ ở ra, làm việc nhà. Như vậy thì nếu mình bỏ quan hệ từ ở thì mình hiểu cái câu này nó như thế nào? Nói sao các em? Bảo My câu. Nó khác nghề. Bảo My, Bảo My. Bảo My, Bảo My. Mẹ My ơi. Dạ hư cô. Nếu dạ hư cô, nếu mà chúng ta bỏ từ ở ra là ý nghĩa nó sẽ mang một ý nghĩa khác, là chứ ví dụ là chúng ta đang dọn dẹp nhà chứ không phải là chúng ta đang làm việc tại nhà. Rồi. Và cô cũng giải thích rõ hơn ha. Bây giờ nếu chúng ta bỏ cái từ quan hệ từ ở ra thì mình hiểu là như thế này, làm việc nhà tức là ví dụ những công việc như nấu cơm nè, giữ em nè, rồi gánh nước chẳng hạn nè, hay là giặt đồ, rửa chén vân vân. Còn khi mình thêm cái từ ở vô thì lập tức câu này nó sẽ mang một ý nghĩa khác. Ví dụ như làm việc ở nhà tức là có thể là gì các em, ví dụ như là gia đình mình là một cái công ty chẳng hạn, công ty tư nhân chẳng hạn, hoặc là mình có những cái công việc nào đó nó mang cái tính chất là kinh doanh, tạo ra có cái sự giao tiếp, có cái sự cung ứng qua lại, trao đổi với khách hàng, ví dụ vậy thì là mình làm việc ở nhà. Ví dụ như nhà bạn nào mà có mở dịch vụ tư nhân hay gì đó, hoặc là mang cái tính chất là mang tính công ty đó, thì đó chính là cái câu là làm việc ở nhà.
Để do đó các em thấy là cái việc mà có quan hệ từ hay không có cũng rất là quan trọng ha các em. Rồi. Vậy thì mấy em ghi ngắn gọn là như thế này. Có một số trường hợp là bắt buộc dùng, nhưng có một số trường hợp không bắt buộc dùng. Thôi chỗ này hiểu thôi nha, không không ghi gì hết, chỉ cần ghi dùm cho cô là những cái câu mà dùng quan hệ từ thôi. Còn mình ngầm hiểu nó là gì thì có một số trường hợp là các em là mình bắt buộc dùng, ví dụ như làm việc ở nhà đó. Mình bỏ từ ở đi lập tức nó mang ý nghĩa khác rồi. Và có một số trường hợp là có cũng được mà không có cũng được nha. Rồi. Bây giờ nè. Cái ví dụ 2 đó các em. À, tìm thêm một số cái từ để nó tạo thành cặp với từ nếu. Một số từ tạo thành cặp với từ nếu. Ví dụ như nếu thì nó đi đôi với từ nào để tạo thành cặp nè. Đâu bạn nào trả lời cho cô coi. Bảo My. Dạ cô, nếu thì nó sẽ đi chung với từ thì. Rồi bây giờ để coi nó mấy cặp ta. 1, 2, 3, 4, 5. Bảo My làm hai cặp đầu đi My. Nếu thì và vì. Đi như nào để tạo thành dạ, cặp mơ mi? Dạ cô, nếu thì và vì nên. Ừ, nếu thì và vì nên. Rồi bây giờ ba cái từ còn lại đó tuy hễ với sở dĩ nó đi với những từ nào để tạo thành cặp nha. À, mời bà bạn khác đi. Này dễ nha. Duy Ngôn, Ngôn ơi. Dạ. Dạ cô, tuy đi đôi với từ nào để tạo thành cặp con? Đi đôi với từ nhân. Hễ thì thể. Đi đôi với từ thì. Sở dĩ thì đi đôi với từ từ vì. Sở dĩ là em vì. Xin hết. Còn từ nào nữa không nè? Sở dĩ là vì, sở dĩ. Còn từ nào nữa không? À, như vậy thì một số từ từ nào nói đi, phát biểu đi con. Dạ em hết rồi cô ơi. Hết rồi ha. Vậy thì cô chốt nha, nếu thì, vì nên, tuy nhưng, tuy mà cũng được nha. Hễ thì, sở dĩ là vì. Đấy, vậy thì phần này các em ghi làm sao nè. Nha, có một số quan hệ từ dùng thành cặp. Đấy, vậy thì mình có hai cái nhận xét cho sử dụng quan hệ từ nha. Một số trường hợp bắt buộc dùng, nhưng một số trường hợp không bắt buộc dùng. Và thứ hai là quan hệ từ, có một số quan hệ từ được dùng thành cặp. Thì cái chỗ này đó các em ghi dùm cho cô là một số cặp thôi. Nếu thì, hoặc là tuy nhân, rồi hễ thì. Rồi chúng ta có một số cặp như thế, một số cặp quan hệ từ như thế. Bây giờ mình cái người ta yêu cầu mình đặt câu đó, đặt nhanh cho cô một cặp thôi. Nếu thì đi. Này mình làm miệng đi để mình qua phần bài tập nha. Đừng dừng lý thuyết nhiều quá. Nếu thì, đặt câu coi, đặt một câu có cặp từ này coi... À, bạn nào nè? Bạn nào con? À Chính ơi. Có ai đặt được Bảo không? My bây cơ. Giờ nếu thì. Rồi hả cô? Bảo My. Dạ cô là nếu bạn không cố gắng học tập thì kết quả cuối năm của bạn sẽ không tốt. Dạ em xin hết. Đúng rồi. Nếu không cố gắng học tập thì kết quả cuối năm sẽ không tốt. Bình An hả? Nãy cô thấy Bình An nè. Bình An. Dạ cô là... Nếu trời mưa thì đường sẽ trơn. À đúng rồi, nếu trời mưa thì đường sẽ trơn nha. Rồi tương tự các cặp còn lại nha tụi con. Rồi giờ các em chốt lại ghi nhớ cho cô trang 98. Ghi nhớ trang 98. Rồi tự các em ghi cái tự đọc nha. Chỉ cô ghi giùm cô ghi nhớ trang 98 thôi. Rồi phần luyện tập. Phần luyện tập. Bây giờ do cái cổng trường mở ra đó tuần sau mình mới học lận. Do đó cô chừa cái bài tập này lại nha. Cô chừa cái câu 1 lại. Đặng tụi con bữa đó cô gắn vô nha. Bữa đó cô gắn liền vô luôn với bài tập, với cái bài văn bản này. Rồi. Giờ chúng ta cái bài số 2. Bài số 2 là điền các quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau đây. Nhớ nha tụi con. Cô sẽ quay lại cái cổng trường mở ra này. Một đoạn xíu thôi đặng con tìm cái quan hệ từ. Rồi bây giờ người ta cho cái đoạn văn như thế nhưng mà ta bỏ trống nha. Tại vì tụi con điền vô coi sao nè. Bài số 2 trang 98. Rồi mời đi, điền này chỉ điền ô trống thôi, giống như tiểu học mình điền vô trống vậy đó. Cô thấy sao Bảo Trân thoát ra rồi? Bảo Trân Quỳnh thoát ra rồi.
Má hết pin rồi hả con? Mới vô lại. À, cô mời. Ai? Trường Sơn ơi, nãy giờ ông Tiêu Trường Sơn rồi. Dạ, dạ em cô là đọc đọc hết nguyên đoạn văn là mình đúng rồi, tức là dạ. Con đọc là con điền luôn rồi đó, các bạn chú ý nghe nghe để coi điền đúng không nha. Dạ. Đọc đi lâu con. Lắm. Dạ. Lâu lắm rồi nó mới cởi mở với tôi như vậy. Thật ra tôi và nó ít khi gặp nhau. Tôi đi làm, nó đi học. Buổi chiều thỉnh thoảng tôi ăn cơm với nó. Buổi tối tôi thường vắng nhà, nó có khuôn mặt để chờ. Tôi hay nhìn nó hay nhìn tôi với cái vẻ mặt để chờ đó. Nếu tôi lặng lùng thì nó lãng đi. Tôi vui vẻ và tỏ ý muốn gần nó. Cái vẻ mặt ấy thoát biến đi thay vào khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. Theo Nguyễn Thị Thu Hoài. Giờ mình coi cái bản mình điền đúng luôn nha. Lâu lắm rồi nó mới cởi mở với tôi như vậy. Thực ra tôi và nó ít khi gặp nhau. Tôi đi làm, nó đi học. Buổi chiều thỉnh thoảng tôi ăn cơm với nó. Buổi tối tôi thường vắng nhà. Nó có khuôn mặt đợi chờ. Nó hay nhìn tôi với cái vẻ mặt đợi chờ. Nếu tôi lạnh lùng thì nó lãng đi. Tôi vui vẻ và nó tỏ ý gần nó. Cái vẻ mặt ấy thoát biến đi thay vào khuôn mặt tràn trề. Thấy bạn mình điền có ổn không Chí Toàn? Dạ thưa cô là ổn. Ừ, rồi ổn nha. Giờ đừng ghi lại đoạn nha. Con ghi những cái quan hệ từ cần điền. Không mình nắm cái bài tập này cũng được nha. Rồi cô sang bài số 3 nha. Giờ trong trong những cái câu sau đó, câu nào đúng câu nào sai, bây giờ tụi con nói câu đúng nha. Giờ cái trên tinh thần là tụi con đã đọc trước bài tập nãy nhà rồi đó, từ câu A cho tới câu N đó, câu nào đúng thì mình bắt biểu đúng rồi. Rồi mời nhanh đi câu bài tập này đi nha tụi con, tại vì mình có một đoạn văn ở dưới đó, Trâm Nguyễn ơi. À, những câu đúng là B D G I K L. B, các em nghe nha. B D G K N L. K Y nữa cô. Y nữa. À B D G I K N L. Rồi mời ý kiến nhận xét đi. Trường Sơn ơi. Đúng không con? Dạ theo em mà đúng không con? Đúng. Dạ theo em đúng. À đúng hợp lý nha. Rồi. B. Nói câu đúng thôi nha đi con. B. D. Cô trình chiếu một số câu thôi nha. Nghe lại mình ghi cho hết ạ. G I K N. Ghi ngắn gọn hết rồi. Rồi cái bài số số 4 đó. Có bạn nào biết đoạn văn ở nhà không nè? Các bạn nào biết đoạn văn ở nhà không, biết một đoạn văn có sử dụng quan hệ từ, mình đặt dưới những quan hệ từ đó. Chỉ còn có viết nhà không con, có viết cái đoạn văn ở nhà không? Em chưa viết cô ơi. Bảo mày có viết không con, có viết trước đoạn nhà không? Dạ em cũng giống như bạn luôn cô ơi. Dạ tại cái này bữa hổm cô không dẫn trước đó cô. Đúng rồi cô chưa có dẫn. Chờ cô dẫn mới được nha chị. Không phải làm trước chứ. Đúng không? Và bây giờ mình cái bài tập số 4 đó, giờ sau cô quay lại nè. Giờ để thế cho cái bài tập số 4 đó, bài tập số 5 cho con tự tham khảo nha. Thì mình đặt thêm câu đi. Mình đặt thêm câu cái câu có cặp quan hệ từ là hễ thì,
hãy thì. Cô thấy bài tập số 4 bằng bài tập mình đặt câu thêm nha, bây giờ không ghi gì hết trơn á. Bây giờ coi như là mình hỗ trợ thêm cái phần đặt câu thôi. Hễ thì. Đâu bạn nào giơ tay ra nè. Hễ thì. Rồi Quỳnh Bảo Trân. Dạ theo cô, theo em là hễ gió thổi mạnh thì diều bay cao. À hễ gió thổi mạnh thì diều bay cao. Hễ ăn đến sớm một chút thì ăn cũng đặt em. Không. À bây giờ tuy nhiên bạn nào nè, Chí Toàn đặt cặp câu có quan hệ từ tuy nhiên thôi con. Dạ tuy nhiên tuy anh ấy bị mất cả hai mắt nhưng anh ấy vẫn lạc quan. Tuy anh ấy bị mù cả hai mắt nhưng anh ấy rất lạc quan. Rồi bài 4 á, bài 4 thì con về nhà nha. Bài 4 về nhà giờ sao cô kiểm nha mấy em. Có hồi sáng tập huấn nó có cái yêu cầu là bây giờ mình có mình trao đổi để mình kiểm tra bài rồi đó nha. Cũng như chỉ cần hỏi tụi con lại những gì đã học thôi, chứ không có gì khó khăn chứ. Nha, không có gây khó dễ cho tụi con. Là chỉ làm sao mà cái gì cô dạy rồi, thầy cô đã nói rồi, giờ xin phép được hỏi lại thôi. Nha, bây giờ qua cái bài này thì con có gì thắc mắc nữa không nè? Dạ không. Chỗ nào bị khúc mắc nữa không? Không ha. Dạ không. Vậy thì dạ, nắm lại giùm con, cô xin quạt nãy xíu nha. Khi nào mà cô kết thúc bài á, đừng có thoát ra sớm nha. Chờ chừng nào cô kết thúc á hả thoát, chờ chừng nào cô dừng ghi hả thoát ra nha. Để mình thoát ra trơn, còn có mình cô ở lại học đó, cái mình gửi cái file này lên trên á. Cái người ta nói mà cô dạy của mình học. Nha đây tụi con. Rồi bây giờ dạ. Cái bài này nắm lại giùm cho con nè, quan hệ từ là gì nè, việc sử dụng quan hệ tiền từ như thế nào, tức là có một số trường hợp bắt buộc dùng nhưng có một số trường hợp không bắt buộc dùng, và một số quan hệ từ được dùng thành cặp. Rồi cho con nghe kỹ cái bài soạn tuần sau này nha, bài soạn nè. Bây giờ quay trở lại giùm cho cô cái cổng trường mở ra đi nha, cả lớp A9 cổng trường mở ra trang số 5 đó ấy. Bây giờ mình quay lại cái bài đó, quay lại bài đó một xíu thôi. Rồi bài 1 đó nha, cổng trường mở ra. Tụi con soạn thêm giùm cho cô bài 2 nè. Bài 2 là cuộc chia tay của những con búp bê nha. Cổng trường mở ra rồi cuộc chia tay của những con búp bê. Mình bữa đó hơi nặng nè, vất vả cho các em nó nghe tới hai văn bản rồi đó. Do đó là trang mấy? 21. Cuộc chia tay trang 21. 21. 21. Đúng rồi. Nhớ nha, đọc trước giùm cho cô đi nghe, tại hai văn bản đó nó cũng cũng dài đó, mình học cái hai văn bản. Trang 21, còn bài cổng trường mở ra thì ngay từ đầu rồi. Rồi. Này, cái phần bài soạn nó hơi có quay lại xíu à. Rồi. Rồi tụi con không gì thắc mắc ha. Rồi giờ rồi cô chào lớp ha, mình hẹn ngày thứ thứ mấy ta, chiều thứ hai hết tụi con chiều. Yeah. À chiều thứ hai rồi, chào tụi con nha. Bye bye cô. Rồi chào tụi con. Nhớ nằm nha.